Chuyện kể rằng ngày xưa có một anh chàng Việt Nam vừa mới đặt chân xuống vùng đất xa xôi nào đó, rồi gặp con gái nhà người ta, mà để người ta muốn chở đi đâu thì đi. Người đâu mà dễ tính quá đi, thấy gái là quên hết anh em vậy luôn. Chịu thôi, mình kết hợp mình đi du lịch chung với mấy thằng mắm gái thì mình phải chịu thôi. Khổ ghê. Tôi đi là để vì cho mấy anh em coi thôi, chứ nhìn cái mặt mình hoài mấy anh em cũng chán. Mà mấy anh trai Việt Nam nào mà muốn có bạn gái là gốc Trung Mỹ Latin thì cứ đến Guatemala nha. Mấy em gái này rất là thích trai Việt Nam đó. Mucho gusto. So pretty. Mà đùa xíu thôi nha. Hôm nay Andy xin được dẫn mọi người đến với đất nước Guatemala. Đây là một series cực kỳ hấp dẫn và Andy có nhiều thức phim độc đáo mà chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ đâu đó nha. Có gì mọi người nhớ đón xem trong những video tiếp theo nhé. Còn trong video này, Andy xin được phép dẫn mọi người đi tham quan khu trung tâm của thủ đô Guatemala và cùng tiếp xúc với người dân nơi đây xem họ ra sao nhé. Sau đó đến tối, xin mời mọi người cùng ăn một bữa tối đậm đà hương vị Guatemala cùng Andy và ông anh trai Tuấn Bụi TV. Và bây giờ, xin mời mọi người cùng lên đường nhé. Và xin chào tất cả mọi người, lại là xe Andy đây. Hiện tại là mình hiện đang ngay ở cái quảng trường lớn nhất ở thành phố Guatemala. Đây là thủ đô của đất nước cùng tên luôn là đất nước Guatemala. Mình đang đi cùng với anh Tuấn Bụi nhưng mà anh đi lạc đâu mất tiêu mất công rồi. Thì bây giờ hai anh em đang đi dạo vòng vòng thành phố cho mọi người coi, là coi có cái gì hay ở đây, có gì món ăn gì ngon, có cái gì đặc biệt đặc sắc ở đây là cho mọi người coi hết. Ở đằng sau mình là cái tòa gọi là chính điện của thống đốc, mấy thống đốc mà tổng thống ở nơi đây đó, là cái tòa nhà chính trị ở đây nơi đây. Và bên tay trái mình đây là các bạn có thể thấy một cái tòa nhà nhà thờ chánh điện rất là đẹp ngay đằng sau đó, thấy không? Đây cực kỳ tuyệt. Đây là một cái quảng trường, nói chung là cực kỳ mát, và đây là nơi tập trung của rất nhiều người dân ở trong thị trấn, không phải thị trấn mà là thủ đô này. Họ ra đây họ ngồi hóng mát rồi cho chim ăn, nói chung là rất là tuyệt vời. Bây giờ mình xin mời mọi người cùng với Andy đi vòng vòng ở nơi đây coi nó có cái gì nhá. Ok, let's go. They shine your shoes. ¿Cuánto es este? Cinco. Ah, okay. Cinco for both? For those? Cinco. Cinco por cada zapato. Yeah. That's awesome. Và đây là họ có rất là nhiều những anh đẩy xe bán hàng dọc đường nhỏ nhỏ ở đây. Đây. Rất là nhẹ nhàng dễ thương. Nice. This one can't, huh? This one no, huh? No? Yeah, cái giày của mình là rất tiếc là đang còn hơi mới quá vậy thôi. Nhưng mà nếu mà bận xíu là mình cũng kêu ảnh đánh một cái à. Hey, Lotte. ¿Cuánto es esta? ¿Ha? Nothing. ¿Cuánto es esta? ¿Cuánto pasa? Que hay de 5, de 10, de 15, de 25, de 30, no sé cuánto. How much is... ¿Cuánto es esta? 10. Mm. Ahora sí, 25 y a 30. 25? No, uno. Este. Sí. Todos. Ở đây là có cái chị này là chị bán elotes. Elotes là viết như vậy nè. Elotes là bán bắp nha. Ô, cho bắp nhỏ quá vậy. Yeah. This one. Yeah, sí. Yeah, cái miếng bên trái, cái trái bên trái mập hơn. Ơi, ôi tụt tụt tụt. No. Okay. Yeah, sí. Con todo, sí. Crema. Sí. Ở đây là họ bỏ mostaza. Sí. Hi. Es para YouTube. Hi. No, español. Un poco. Quiere una foto con ustedes. Sí, una foto. Sí, uh-huh. Sí, una foto. Perdón. Can you send that to me too? Uh-huh. Can send that to me. Do you have an Instagram? Instagram? Add me. Ok, hai cô gái này đã thấy mình đang chạy tới để mà. Oh, muy bonita. Send it to me. Instagram? No tengo Instagram. Yo sí tengo Instagram. Yeah. You YouTuber? Tengo YouTube. ¿Cómo te llama? Laura. Mucho gusto. Así? Yeah, so Andy. Subscribe you.
Ahí les digo. That's all. Okay, cinco. Ajá. Cinco o diez. Sí, cinco. Cinco. Sí, aquí les tengo que dar vuelto. Veinte. Veinte. Ahí está, 15 vueltos. Ah, 10. 10 y 10, 5, sí. 5 gastados, 20. Sí, 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 sí. Allá. Đây. Vừa mình mới mua cái elote. Chihuahua. Chihuahua. Elote. Yeah, come here. Here's some elote. Un elote. Or what do you want here? What do you here? Anything? Elote o golosina. Elote. Yeah, nice. ¿Cómo te llama? Marjorie. ¿Ah? Marjorie. Matus. Marjorie. Marjorie. Soy nombre, no, me llamo Andy. Me llamo Andy. Ya, yeah, Andy. Andy. Mucho gusto. Ya, 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 aquí está. Thank you. Man, let's do a picture together. Here. Come here. Come try this. With the camera. Yes. Up. Okay. Un, dos, tres. Mmm. This is awesome, no? Good? Bắp cứng quá. Trời ơi, nó cứng gì đâu mà nó cứng. Good. Muy bien. Very good. Oh, this is so good. Ôi, bắp này nó cứng ghê mọi người ơi. Không hiểu sao là nó là bắp gì mà nó cứng quá vậy. Ở trên bắp thì là có tương ớt. Tương ớt mà nó hơi ngọt ngọt một xíu. Có cái phô mai mà parmesan á, xong rồi nó là dính á, đó là phô mai đó mà nó bị nghiền nát rồi đó. Sau đó là có phô mai mà kiểu phô mai kiểu lại ướt ướt xong bôi bôi lên. Ăn cũng được nhưng mà cứng quá. Quá. Nhưng mà cái mình cực thích ở đây là người dân Guatemala rất là chịu mặc đồ lễ phục nha, đồ mà đồ trang phục và truyền thống của họ rất là đẹp. Đây à. Đó nè. Rất rất đẹp, rất chịu. Và đây là cách mà người Tây Ban Nha ngày xưa là họ làm cái làng mạc thị trấn thành phố, họ xây là như thế nào á. Lúc nào á là cũng xây xung quanh, đầu tiên là sẽ có một cái nhà thờ chính điện ngay ở giữa trước. Sau đó là sẽ có một cái quảng trường lớn, thiệt là lớn, để mà diễu quân, diễu hành và để cho người dân người ta tập trung chơi bời nhẹ nhàng, thư giãn ở đó. Và lúc nào bên tay trái, tay phải là cũng có cái tòa thị chính ở đó hết. Các bạn đi đến tất cả những cái thuộc địa của Tây Ban Nha ở bên châu Mỹ này, tất cả đều như vậy. Mà kể cả bạn sang Tây Ban Nha thì cái thiết kế của họ vẫn là như vậy. Và mình rất là thích cái thiết kế như vậy, bởi vì ở một cái nơi mà thoáng mát như vậy là có một cái công trình kiến trúc rất là cổ xưa, rất là đẹp, và có cái nơi để cho mọi người hòa đồng cùng nhau vui vẻ thư giãn cuối ngày, tuyệt vời. Nhưng mà nói chung là ở đây ngay quảng trường thì có khá là nhiều người vô gia cư, họ đang nằm ngủ ở đây. Thì ngay bên kia các bạn thấy không, có một anh vô gia cư đang nằm. Ở bên đây là mình thấy có hai ba anh đang nằm ở trong cái bãi cỏ, và đây là có một anh nữa đang nằm ở đây trong bãi cỏ. Và đây. Anh này đang nằm chơi với bạn gái. Đây, những người mà có bạn gái là cứ ra đây ngồi xong rồi ôm ấp lẫn nhau. Ra công viên ngồi ôm ấp. Vui mà. Đó, rất là vui nha. Và đông đúc này kia, tha hồ, làm gì làm. Oh, yeah. Hola, amigo, ¿cómo estamos? Ok, bien, bien, bien. ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde nos visitas? Oh, ok. Mango verde, este mango. Mango verde. ¿Cuánto es este? Me cuesta 10. ¿10? 10 quetzales, sí. ¿De 10 a how many? 10 quetzales. 10 quetzales. 10 quetzales. Ajá. ¿Un kilo? ¿Un kilo? Ajá. More, more, more. ¿Un kilo? Ajá, un kilo. ¿Un sí. kilo 10? 10 quetzales. Ah, ¿un ký? 10 quetzales. Xoài nhỏ này hồi nãy mình mới mua đó. Yes, nhưng mà ở đây người ta cắt gọt luôn cho nhanh. Yeah, buông, 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 buông.
¿Le preparamos uno? No, let's do no, half kilo. Un kilo, dice. No, no un. Una bolsa, sí, es una bolsa, enseñaremos una bolsa. Ok, un kilo. Es una bolsa así de este tamaño, ¿ves? Ah, sí. Un kilo. Uno. ¿Uno va a querer? Que si vas a querer una bolsa. Sí, uno. No, no, para no. Para no. Probar. ¿No? Un kilo quiere. Un kilo. Ajá. Un kilo, muy quetzales, un kilo, ¿eh? 10 quetzales, sí. That's me? Ajá, ajá, oh, es suyo. Oh, okay. Ajá, ajá, es suyo. Yeah. Wait, let me try this. Is this good? Sí. Đây là cái vỏ xoài thôi. Oh. Cái ấy sal. Sal, man. Ê, muối, à, chè, muối, muối sao. Ok. Cho chim muối chứ. Chua quá. Cái vỏ xoài, cái hay của sal, se le pone de todo, sal, tajín, consomé, tajín, pepita, tajín, no, no chiquito, no tajín, no tajín, 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 tajín aquí, tajín aquí, ah, ah, sí, sí, tajín, esa es la pura fruta, sí, sal, sal. Un poquito, no mucho. Limón. No limón. No limón. Thank you. Chamoy. No chamoy. Consomé nada de jugo. No consomé, no jugo. ¿10? 10. Ajá, 10 que sale. Un kilo. Ajá. Okay. Kêu là 10 đồng, kêu là 10 một ký. 10 đồng một ký. This is kilo? No, that's no kilo. Bien, es una libra. No. Acá es una libra. Es no kilo. Va, anh em đang bị chấn xíu rồi. Acá es una libra. Es no kilo. Bien. Acá es una libra. Espera. It's okay. Bỏ thêm, vô. Eso. Đúng rồi. Nói chung là mình cho thêm xíu thì cũng không sao, nhưng mà như cái bịch đó là chắc là 200 gram với làm gì 1 kg. Đúng rồi, làm gì 1 kg cái bịch đó. Cái bịch đó 1 kg bắn rồi, dớt các bạn ơi, hai anh em bị dớt. À, anh em đang bị dớt một xíu nhưng mà không dớt sao. Rồi, thấy không? Chú. Mua bán những chỗ này là bị dớt liền. Dạ dạ. Manguito seño. Dạ các bạn phải hiểu là cái chỗ này là đang là của chỗ du khu du lịch, cho nên á các bạn phải hiểu đây là hai anh em đang ở cái khu du lịch. Oh, ah, no problem. Diez. Sí, 10 quetzales. Ok. No problem. Gracias. Bịch này 300 gram. Còn lâu mới 10 đồng. Hola. You guys have motorbikes? You guys have motorbikes? Motorcycle? Ah, here? Ah, beautiful. Can I go with you on a motorcycle? Solo una. No, me go with you? No? Can you take me on a motorcycle? ¿Quieres? Yeah? Sí. Vamos. Ah, entonces. Chả đi luôn à? So to those motorcycles? No. That no, solo man. Solo cabe uno. Okay, em ơi quay lại nha. I'll be back. She's gonna take me. I'll be back, dude. Okay, you take me. ¿Cómo te llamas? Angela. Angela. Me llamo Andy. Andy. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Silvia. Sofía. Silvia. Andy. Mucho gusto. Mucho gusto. Take me around, then come back. Mm-hmm. Awesome. Do I need one? Casco. Helmet? Do me? Para él. No? No. No need? No. Solo uno cargo. Oh. Oh, okay. That's your bike? Pero que se lo ponga él. Ese le gusta. You speak English? A little bit? Poquito. Oh, good English. Okay. Do I need a helmet? Do I? Solo que esa no. Y tu poquito no lo entendiste. No, my helmet, where? Para ti. Yeah, helmet, me. No? No. No, I die, muerte, die. No, te lo vas a poner tú. Ah, you no? No, yo no. Oh, okay. Trời ơi, vừa mới gặp hai cô gái này vui.
Trời ơi, vừa mới gặp hai cô gái này vui quá. Kêu là hai cô chạy xe máy hả? Ơi, có gì chở mình đi một vòng được không? Kêu là đi luôn, thích thì đi hả? Trời. Ok, bây giờ hai con này là bắt cóc là mình tiêu nha. Các bạn là thấy mình không up video lên là biết rồi nha. Chết cha rồi. You don't ride? Oh, okay. Good job. You guys live here? You're tu casa here? Está lejos. Lejos. Está lejos. Está lejos. Okay, cô này kêu chở đi mình đi thôi. Mình dễ tính lắm. Con gái mà kêu chở mình đi là mình đi à. This one? Mm-hmm. Navi. Navi. Room. Yeah, let me try this. Ah! Looks good. Xe rất là được nha. Is that for me? For tú? What? I don't want to wear it. Is that okay? No, okay? Póntelo. No. Is that okay? Okay or no? Bien. Ah. Okay, you're pretty. I can't. Está muy chico, está muy grande tu cabeza. It's muy muy grande for muy the grande. Helmet. Okay, no helmet. You wear it. Ah, muy bonita. Okay, let's go. I don't care. Trời ơi, đi nha. Ai da. À, xin. Trời ơi. Con nhà ơi. Con nhà ai mà kêu đi. Con nhà ai kêu đi là đi à. Wow, it's amazing, perfecto. Look at that. Trời ơi, vui quá. Wow. Trời ơi, lạng nè. Woo! Trời ơi, vui quá. That's amazing. Oh. This is a zona zero. Zona siete. Siete. Mm-hmm. Ah. Your photo. But police. It's policia. Policia. Yo? Right. No. Policia is here. Mm-hmm. Okay or no? Sí, policías. Yeah, but no helmet. Okay o no? Ellos no cargan. Ah, okay. Es muy raro si usan el casco. Ah, okay. Hình như là cô nói vậy rằng sao mình là có cảnh sát đó, nhưng mà cô nói là mình hỏi là không có nón có sao không? Thì cô nói là thôi chắc cũng không care đâu, người ta cũng không quan tâm đâu, cho nên kệ, đi tới luôn. Very good. This is zona 7? No, aquí es zona 1. Ah. We went zona 7. Esto es aquí es zona 1. Ah, okay. Sí. ¿Tú eres coreano? Vietnamita. No, from los Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Oh, okay. But Vietnamita. Dinamita. Yeah. Vietnamita. Oh, okay. Yeah, okay. No coreano. Oh, okay. Yeah. You know from Miami? Miami. Yeah, Miami, Florida. Florida. Yeah, Estados Unidos. Yeah.
Ah, Mercado Central. Mercado Central 2, ajá. Wow. Rồi cô gái này chạy rất là cứng tay nha, mà chạy là không có sợ ai đó. Trời ơi, nãy là cái khúc kia mình quên bấm quay là bởi vì cô xíu nữa luôn. Có anh chàng nó chạy qua đường cô xíu nữa bay xíu luôn. Mà chỉ là vừa xẹt qua cái cuối anh đeo đằng sau. Trời ơi, tiếu nữa là tiêu đời. Sir Andy với lại cái anh qua đường với lại cô gái này. For our YouTube. Đây, đã trở lại chỗ quảng trường nãy ở đây. Cô chở đi dạo một vòng, quá vui. Yes. Nice. Muchas gracias. Woo. You're so fast. Woo. So fast. Oh my god, thank you so much. The best. Oh man, mấy anh chàng này coi đá banh nữa nè. No, yo por lo que entiendo que tal vez se está preguntando dónde hay zonas rojas, aparte de la zona 18 y la limonada. La limonada. La limonada, zona roja 18. I want to go in there. But they have gun. So, tourist, no good. No. So, you drive me there or no? No. No. Yo ahí no. I know. Salimos sin ella. The ticket. Salimos así. You, me, we walk home. Jesus. Yeah, they take camera, they take bike, they take everything. Sí. Yeah. Ahí salí sin nada. Hasta sin zapatos sí. Podría salir. Uh-huh. Okay. Okay, thank you. You're the best. Thank you so much. Thank you, Sofia, right? Silvia. Silvia, number one. And Angela. This is Angela, number one. TV Angela. Andy, very nice to meet you. Thank you so much. I'm gonna go find my brother, Mia Manos. Mia Manos. Yeah. Oh. Yeah, me no gay. That's, me no gay. No, it's Mia Manos. Hermano. Yeah, no boyfriend. Okay, no, okay. No boyfriend. Eso sí lo entendí. Me like girls. Que no es gay. Yeah, me. Exacto. Muy, yeah. Mucho chicas, yes. Yeah. Novia. Novia. Novia? Ajá. Uh-huh. Novia. Girlfriend. Huh? No. Girlfriend, no. Oh, no. No girlfriend. So what? Is there something? Like boys. You like boys? Sí. No. And she like boys? Uh-huh. And you guys are not girlfriend? No. No, okay. What do you... Los chicos. Okay. You like chicos? Oh, okay. Do you like Vietnamita? This is Vietnamita. Do you like what you look? Que eres bonita. Bello or no? Ahí está, que eres bonita. Yo. Gracias. That's funny. That's funny. Yeah, she thinks I'm Coreano. No Coreano. Vietnamita. No Coreano. Yeah. De Estados Unidos dice. That's funny. Hai cô gái quậy quá. Nhưng mà cổ chở mình đi một vòng vậy mình phải ngồi chơi nói chuyện bán gỗ mấy cổ một xíu. Và dễ thương, người dân trời hiền lành mà thân thiện cực kỳ luôn, mà mấy cô gái cực kỳ là thích mấy anh Việt Nam nha. Mà kêu trai Việt Nam rất là đẹp mà rất là thích. Cho nên ai mà là trai Việt Nam thì muốn có bạn gái người châu Mỹ Latin thì cứ tới Guatemala nha. Ok, giờ đi tìm túng bụi, trời ơi, mình đi xe máy bỏ túng bụi lại, tội nghiệp quá, giờ này cứ bỏ túng bụi lại liên tục. Sorry anh em. Đây, túng bụi đây rồi. Thấy gái cái là bỏ anh em đi luôn. Chuyện bình thường. Thấy gái tội nghiệp quá. Thế nào cũng bị trách chứ coi. Chịu thôi, mình kết hợp, mình đi du lịch chung với mấy thằng mắm gái thì mình phải chịu thôi. Sao vậy? Tôi đi là để vì cho mấy anh em coi thôi, chứ nhìn cái mặt mình hoài mấy anh em cũng chán.
khổ ghê. Trời ơi, mua hai cái bịch xoài mà chưa ăn kịp nữa, thấy gái kia chạy mất tiêu. Trời ơi, nó chua quá vậy. Làm cái có muối, ăn đi miếng dính muối. Trời ơi, xoài quái quỷ gì mà chua quá vậy. Bình thường á, nếu mà bình thường thì xoài nó cũng ngọt, nhưng tại vì cái bịch có chút xíu vậy mà kêu một ký xoài với hai anh em bị vớt á, cho nên giờ ăn nó chua lòm mà. Vớt quá gì nữa. Đó, giờ ăn chua không? Chua. Đây toilet công cộng nè, trả tiền xong vô đi toilet nha các bạn. Đó, ngay giữa đường luôn, hồi quá. Chỗ toilet công cộng mà có mấy cái máy chơi chơi cờ bạc. Okay. À, họ để mấy cái máy đánh bài đó, họ kêu mình vô đánh. Nhưng mà vô đánh là người ngồi đằng sau mà cứ đi cầu liên tục lên sau mà đánh. Không, nhiều khi ngồi thú như cứt luôn. Ngồi chờ bạn đi đĩa thì quánh thôi. Đánh cờ, đánh bờ, bạc kiểu đó là thúi lắm luôn á. Đây ạ. Yes, bên này nè. Lần đầu tiên mình thấy đánh cờ bạc mà thúi đúng nghĩa luôn. Mà dân thân thiện ghê. Đây là nhà thuốc. Nhà thuốc nhưng mà ai cũng bảo vệ ở đây, ai cũng đeo súng hết á. Và đây các bạn thấy là một người đang chờ xe buýt nè. Đây là cái trạm chờ xe buýt ở đây. Đi lên cao xong xe buýt đi ngang á là đón ngang luôn, không cần xe buýt tấp dài hết, cái đường trong đó là đường của xe buýt. Đó. Đó, nó giống như là đi tàu điện như đó. Nhưng mà đây là xe buýt. Đó, có ai muốn lên đó là phải trả tiền đó, đi qua cái máy sạch. Đó, bỏ cái thẻ vô. Chạy mâm. Ôi ông anh gì ơi, ông đói quá rồi, ông kêu quá trời quá đất. Cả đống đồ ăn luôn nè, trời. Còn có chơi hết nổi không nha. Nè. Ừ, cái khách bò này là muốn ăn còn hơi mùi nha các bạn. Hơi mùi nha. Ngon quá. Các bạn coi nè. Đây là cái món sắt bò đó. Người ta nấu nên cho cũng có. Okay. Thank you. Ông thấy không? Ông dọn cái máy của mình đi. Rồi, thank you. Okay. Đó, đưa lại các bạn coi một lần nữa cái món sách bò. Ông nấu nhưng mà hơi mùi các bạn. Họ làm cái... Vậy là qua một máy thôi nha. Các bạn hơi mùi. Ở sao đâu, cứ để đó, đập kia rồi bấm thôi. Đó, đấy, cái lên nữa, đó. Bấm thôi. Rồi, bấm. Đây, ông Andy, ông gọi cái này các bạn. Tôi có thịt xiên mà thịt gì đây anh đi? Thịt bò nướng. Thơm. Hành tây, cà chua, không phải cà chua, ớt chuông, và tôm xào. Tôm xào, ngon. Món súp gì? Đây là món súp đặc trưng của người Maya ở đất nước Guatemala này, gọi có tên gọi là caquit. Rồi. Tên ở trên màn hình đó nha mọi người, caquit. Và có nguyên một con gà luôn. Nửa con. Ủa gà gì cái cánh bự vậy? Gà tây hả? Có vẻ như là gà tây, với lại một cái hai cái miếng bánh này ở đây bọc lá chuối. Sao nhìn giống như là ở Việt Nam mà gọi thêm cái món chả thì gì? Thì thật sự là không biết là cái này rồi. Là bọc cái lá bên trong là cái gì, cho nên bây giờ mà mình rất thích ở đây là những cái chén dĩa là rất tuyệt vời, rất là màu sắc ha. Cậu Libby rồi là chúc sức khỏe nè, chúc các bạn khán giả đây nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng hai anh em. Cảm ơn những lời chúc của các bạn khi anh em lên đường nha. Các bạn đó thật là tuyệt vời. Không có bữa này là không ngủ nổi đâu. Ông đưa cái bịch xoài chịu không nổi. Ok, thử cái đồ ăn sao. Đâu rồi, muốn đâu, muốn dễ đâu. Thử đi. Đây là bánh tortilla của người Maya. Thì của nó màu đen. Sao đen thui vậy? Yes, nó có màu đen đặc trưng. Mùi thơm á.
nó nướng lên mà thơm thơm ớt à, ớt à, khai trương ớt ớt à, nhưng mà nó, ông đưa cái này là ông nói là cái này làm từ cái ớt đó ra đó, nên là thử cái sốt này coi như thế nào. Ồ, cái sốt này nó lỏng lẹt à, nó không có cái gì hết. Gì vậy, nước không vậy? À, nước không à, không có gì hết. Không nổi rồi, vắng. Sorry. Đó. Rồi. Còn giọng nêm đếm xong. Cái lòng bò này nó làm mặn mặn đó. Ok, cái không sao. Em không biết diễn tả như thế nào, nó lỏng như nước. Thì nó là nước mà. Mà nó có một cái gì, nó dạ heo à. Mà nó không có gì đặc trưng, mà nó không có đậm vị cái gì hết á. Có mùi cà chua. Không có gì bình luận các bạn. Nó giống như nước giống như nước luộc gà lên thôi à. Ờ, giống như nước luộc gà xong rồi nó nêm gia vị, nó cho chút xíu cái bột màu vô. Cho thêm một xíu nước bột súp vào thôi à. Ok. Không sao, cái vấn đề nó lạ. Mỗi văn hóa một cái cách nấu khác nhau thì vời đi. Vừa ăn được cỡ này đó. Rau sống. Ok. Mặn không? Ủa? Trời. Mặn đúng không? Ôi giống phá lấu quá. Ừ. Ôi giống phá lấu quá. Giống phá lấu Việt Nam tao á. Ừ. Hơi. Hơi mặn. Giống phá lấu quá. Giống lá miếu á. Cái mùi hôi nó bốc lên rồi. Bóc cái bánh này cho các bạn coi là bánh bóc ra coi là cái gì đó. Bóc ra coi là cái gì giống vậy. Chưa ăn nhưng mà bóc ra luôn nha. Không biết là bên trong cái bánh bọc lá chuối này là cái bánh gì. Ê. Ồ. Nó giống như một dạng bánh bột đó mà. Nó bọc, còn cái bọc nhân ở trong không luộc lên. Mùi giống mùi. Sao đó cái màu nó giống như là. Rồi nguyên cục bột không. Bánh chả giò. Cục bột. Nguyên cục bột cho bá rửa. Nhưng mà ngon. Có cái vị. Ăn ok. Có cái vị đây giống như là bánh lá. Bánh lá của người Bắc mình. Thôi, đợi chờ xíu đi. Mình ăn cơm cái đó. Có vị rất ngon, cái bánh rất ngon. Tuy là không có thịt. Không miếng thịt đậm trong hết. Có vị đi chăng nữa thì vẫn có vị. Ưu tiên ăn cơm trước. Đó, mình là người Việt châu Á ăn cơm. Cơm đây. Đúng rồi. Thôi mỗi người một xin. Này nước ớt. Ngon. Tuyệt vời quá. Em muốn người một xiên. Muốn người một xiên hả? Dạ. Để đi, ai dành đâu rồi sợi vậy? Không, mà cầm anh. Rồi, ổng sợi ăn dành sao? Đó, để đi. Hả? Cũng được rồi chứ. Hả? Ok. Wow. Wow. Ngon. Mô lì. Đói quá. Nghĩ sao tính tán nửa cái bịch xòi. Về nhà ngủ trời. Thật ra cái cuộc sống về đêm ở Guatemala là có chứ phải không? Các bạn có thể đi quán bar, đi uống bia, uống rượu, đi ăn tối, ăn này kia nọ. Nhưng mà mọi người khuyến cáo là cái mình là người du lịch, mình là người nước ngoài á. Mà mình khác biệt so với người địa phương á. Thì khi mình trời tối xuống thì các bạn tốt nhất là nên ở trong cái phòng trọ của mình, đừng đi lang thang các bạn. Tốt nhất là cố gắng lúc trời sáng đi ăn đi, hai anh em á. Hai anh em trai thì lì mà. Lì cho nên đi thôi. Chứ bình thường nếu có phụ nữ thì chắc ở nhà thôi, thì gọi đồ ăn tới như nào đó chứ. Không nên ra đường các bạn nha. Nói chung là các bạn mà thấy có video này nghĩa là không bị cướp nha. Không thấy, ủa sao đi 2-3 tuần mà không thấy post gì lên. Ở bên này hay có cái nạn là có rất nhiều những cái xe mô tô các bạn. Người ta chở hai á. Người ta chạy trên đường, người ta tấp rất là nhanh. Thì mình đang đi trên đường này kia nọ, người ta tấp vô cái, người ta có thể chĩa xuống, người ta có thể ép sát cho người mình, giống như là người ta có cái gì đó, người ta dí vô người mình trong cái tay cái áo này nè. Dí vô nè. Đó. Là hầu như mọi người là bị chấn hết á nha, bị chấn lột hết á. Sợ quá là phải đưa thôi chứ giờ biết cái gì giống đâu đúng không? Đó. Các bạn cực kỳ cẩn thận. An ninh là không có tốt đâu.